Chào mọi người nhé. Mọi người đâu rồi ạ? Thực ra thì ban nãy tôi đang nằm xem trên Facebook thì thấy một người ở Hưng Hà, Thái Bình nhà tôi có phát livestream để kêu cứu với cộng đồng mạng. Thế thì tôi cũng định lên Facebook của chị ý để động viên chị ý một vài câu, bởi vì là câu chuyện là tôi không biết rõ đầu đuôi, cho nên là cũng không thể phân tích được là chị ý đúng hay là các cơ quan chức năng đúng, bên công an đúng hay là nhà chị ý đúng, bởi vì là tôi chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, cho nên tôi không thể phân tích được cái chuyện đúng sai trong cái vấn đề đất cát ở đây. Bởi vì các bạn biết rồi, trong cái vấn đề đất cát của các gia đình ấy, các gia đình, và hiện tại cái vấn đề giải quyết cái việc đất cái đai ở ở ở trên đất nước của chúng ta hiện nay nó rất là gọi là bê bối. Bởi vì tôi suy ngay từ gia đình nhà tôi ra nhá, là một tức là bố mẹ tôi ở đây đã từ rất lâu rồi, đời ông đời bà, đời ông bà đời cụ đời kỵ, tức là hạ từ hàng trăm năm nay rồi. Thế mà bây giờ để hoàn thiện lại cái hồ sơ cho gia đình nhà tôi đấy, là chính phía bên công an Vũ Thư hôm qua còn hỏi tôi là tại sao mà chị phải thuê đến luật sư. Bởi vì thế này này, bố tôi ngày trước đã là chủ tịch xã, xong bố tôi lên là cán bộ của huyện. Thế mà bố tôi cũng rất nhiều lần gọi hết đến chỗ nọ chỗ kia rồi, đến hai lần đều đều đưa nộp hồ sơ rồi, cũng đều không không hoàn thiện được cái thủ tục để cấp quyền sử dụng đất cho gia đình nhà tôi. Nó khó khăn đến như như vậy đấy các bạn ạ. Thế cho nên là tôi phải công nhận rằng là cái sự dày công của anh Lê Đình Việt, luật sư Lê Đình Việt đấy. Bởi vì là anh ấy là thành lập công ty, cho nên là công ty của anh có khá nhiều người, thì anh ấy mới dày công được như thế, mà anh ấy mang tính chất là ủng hộ tôi là chính, và chỉ lấy cái tiền công gọi là chi phí đi lại thôi, còn lại là phần lớn là ủng hộ tôi trong cái việc là giúp đỡ tôi trong cái việc là hoàn thiện cái đất đai để cho bố mẹ tôi chia chác cho các con. Bởi vì là gần như là ở cái khu vực này là bố mẹ tôi là nhiều đất nhất ở trong cả cái xã Vũ Vinh này luôn, cho nên là tôi thấy là nó cực kỳ là khó khăn. Mà nếu không có sự giúp đỡ của anh Lê Đình Việt, luật sư Lê Đình Việt ấy, cùng với lại các cộng sự của anh ấy trong công ty luật của anh ấy, thì thực sự là tôi không biết là thế nào để có thể là hoàn thiện được cái hồ sơ của gia đình nhà tôi. Từ cái việc là đơn giản như thế, tôi suy ra rằng là cái việc mà ngày trước, từ những cái năm trước đấy, cái thủ tục đất đai nó còn quá là lỏng lẻo, xong rồi là đến khi các ông ấy buộc nó vào trong một cái luật luật này luật kia, thì các ông ấy không nhìn được cái thấu đáo trong cái cả một cái quá trình, rồi là nó không dẫn đến là những cái là nó không sát sườn với lại người dân, nó không hợp tình hợp lý. Cho nên là bây giờ gần như là cả cả cái xã nhà tôi này, chỉ những người nào mua mới của xã, của đất của xã được quy hoạch của phê duyệt của tỉnh của huyện, rồi ban quản lý mặt bằng này, rồi linh tinh các thứ, tức là mới mua thì mới có thể là hoàn thiện được thủ tục đất đai. Còn lại những nhà ở mà lưu cữu ở trong xóm nhà tôi đây gần như là không có luôn các bạn, không có được sổ đỏ đâu, không làm được. Ngày gọi là ngày trước thì gọi sổ đỏ, nhưng bây giờ nó gọi là sổ hồng cấp quyền sử dụng đất đấy, khó khăn cực kỳ luôn. Nên là tôi rất là biết ơn trong cái việc mà luật sư Lê Đình Việt cùng với lại các cộng sự của anh ấy ở trong công ty luật rất là dày công cho gia đình nhà tôi 5 tháng nay rồi. Mà các bạn biết mới đây cái vụ mà tranh chấp giữa tôi với lại, giữa cái vụ va chạm giữa tôi với lại chủ tịch gia đình nhà tôi với lại chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vũ Vinh ấy, cũng chỉ là mỗi một cái giấy nó rất là đơn giản như thế, là lấy chữ ký của những gia đình nhà giáp danh, mà câu chuyện nó còn to đến như thế đấy các bạn ạ. Huống hồ là bây giờ là cả một cái mảnh đất của người ta bị chiếm dụng giao cho công ty, rồi là đền bù không thỏa đáng, hay là lấy chỗ nọ bỏ chỗ kia, rồi là bán cho người nọ người kia, thậm chí là một quyển một một mảnh đất còn mấy quyển sổ đỏ cơ. Như ở Thanh Hóa lại một quyển sổ, tức là khi mà họ đã có quyền trong tay ấy, họ có những cái phôi ở trong tay rồi, là họ là người được quyền 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 ra những cái quyển quyển sổ đấy, mà họ có thể in ra vài quyển để họ làm những cái việc không minh bạch, làm những cái việc mà gọi là lừa đảo trái pháp luật, nên nó rất là nguy hiểm. Vì vì thế nên là ở trong cái vụ việc của cái chị ở Hưng Hà, mà chị có cái Facebook là Hữu Lũa Hưng Hà đấy, là tôi cũng không dám bàn luận ở đây, nhưng tôi có hứa với chị rằng là em sẽ cho chị mượn cái diễn đàn của em để chị phân trần, để chị đưa lên cái sự thật đối với lại cộng đồng mạng, để cho người ta có thể là đánh giá xem xét
cái và đưa góp ý đến trực tiếp đến với chị. Còn cá nhân tôi là tôi không đánh giá gì ở đây bởi vì tôi không hiểu gì cái câu chuyện này cả. Tôi chỉ muốn là cho chị giúp cho chị đưa cái sự thật của gia đình nhà chị lên cộng đồng mạng để xem là chị phân trần như thế, xem là cái việc mà chia cắt đất đai cho gia đình nhà chị như thế có đúng hay không, và cái việc mà cư xử của Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, hay là cái việc mà hành hung của công an huyện Hưng Hà đối với gia đình nhà chị như thế nào thì ở đây tôi không bàn cãi, mà tôi muốn là chị sẽ lên tham gia để chị có thể là tự tự bày tỏ cái ý kiến của mình và tự đưa những cái bằng chứng của mình để cho cộng đồng mạng có thể là này, biết đâu rằng là cái sự lan tỏa của tôi sẽ đến được với lại Ủy ban dân huyện Hưng Hà, đến được với lại công an huyện Hưng Hà và công an tỉnh Thái Bình, và họ sẽ nhìn nhận lại cái vấn đề để họ xem xét lại cho trẻ gia đình nhà chị thì sao, thì đấy cũng là một cái vấn đề tốt. Chị để em nói đốt câu chuyện đấy nhá. Thế thì đấy là một cái câu chuyện mà em nghĩ là em có thể giúp đỡ được chị, còn cái việc mà phân tích đúng hay sai là em không không đề cập ở đây nhá. Em cũng không Vâng. lên án công an huyện Hưng Hà hay là ủy ban dân huyện Hưng Hà, bởi vì em không biết rõ câu chuyện của nhà chị. Mà Vâng. em chỉ cho chị mượn cái diễn đàn này để chị có thể là phân trần với lại cộng đồng mạng, và mong Vâng. muốn là phải truyền tải cái thông tin này nếu như nó có sức lan tỏa. Biết đâu rằng là Vâng. ủy ban dân huyện Hưng Hà sẽ có một cái buổi trao đổi lại với chị, Vâng. đối thoại lại với chị để và cùng tìm ra một cái hướng giải quyết nó tốt hơn. Thì đấy Vâng. là một cái điều mà rất là người dân chỉ mong muốn được có như thế thôi, chứ không phải là Vâng. mong muốn là đùn đẩy đùn kéo nhau rồi lôi ra kéo vào nhau rất là mệt. Bởi vì là em rất Vâng. tâm đắc với một câu của ông Lưu Bình Nhưỡng đã từng nói đấy: sau chiến thắng thì người dân phải được hưởng những cái quyền lợi của họ, chứ họ không phải trở thành là một chiến lợi phẩm của cái cuộc cách mạng đấy, để cho Dạ. các ông có thể là dùng họ như là một cái chiến lợi phẩm để muốn đối xử như nào, đối xử muốn như là một một cái thứ gọi là đồ vật đấy, đem ra ném Vâng. vào là được, không 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 những mà cái mong muốn của em cũng như là em nghĩ rằng là của tất cả những người dân chỉ mong muốn rằng là mình được lắng nghe, mình được giải quyết những cái nguyện vọng của mình một cách chính đáng để an cư Dạ. lạc nghiệp, Đúng rồi và ạ. được đấy, chứ không phải là cái vấn đề là lên án ở đây cả. Bởi vì chị biết rồi, lên án quá nhiều rồi, nói quá nhiều rồi, nhưng nước nó như đổ đầu vịt, cho Đúng nên rồi đấy. là người dân là vẫn là người thiệt thòi, nên chúng ta tìm cách là ôn hòa nhất để chúng ta truyền tải những cái thông tin đến với lại các cơ quan chức năng. Và qua diễn Vâng. đàn này có đông người xem thì em mong muốn rằng là cái thông tin có thể truyền tải đến để cho Ủy ban dân huyện Hưng Hà có thể có những buổi tiếp chuyện chị sau này, sau cái Vâng. buổi nói chuyện ngày hôm nay, họ có thể nhìn nhận Vâng. lại và tiếp chuyện chị và tìm ra được cái cách giải quyết hợp lý nhất để cho gia Vâng. đình nhà chị cũng như là những cái người mà liên quan trong cái vụ việc này. Còn em ở Vâng. đây em không có suy xét và cũng không bình luận ai đúng ai sai nhá. Thì chị Vâng. có thể nói ngắn về cái câu chuyện của nhà chị Vâng. cho mọi người được không? Tức là chị nói ngắn Vâng, tắt em xin chào các tổng tắt. bác. Vâng, em xin chào các bác nhé. Tất cả bạn bè trên Facebook của Huệ Như và của Ngát đây nhé. Đấy, face của Ngát là Lu Lúa Hưng Hà. Nhưng mà họ khóa mất link một tháng nay rồi. Thì mới được có 10 ngày, còn 20 ngày nữa cơ. Thế thì hôm nay thì nhờ của Huệ Như đây thì gia đình em là xin cảm ơn các bác trên cộng đồng mạng đấy này. Đấy, bố em là có một mảnh đất ở đằng sau trường Bắc Duyên Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đấy, có từ năm 1986 tới nay thì Ủy ban Nhân dân thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang lưu giữ. Thế nhưng mà đất thì chưa trao tặng cho ai cả. Thế mà công an, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà lại tự ý tách ra 2015, 2015 đúng rồi. Ngày 24 tháng 7 của 2015 thì tự ý tách đất cho Lê Tự Tuấn. Đấy, mà lại người trao tặng mẹ mẹ của Lê Tự Tuấn thì là Nguyễn Thị Trang, còn bố của Lê Tự Tuấn thì là Lê Tự Bảo. Thế mà đất của ông Mã thì lại tách cho Lê Tử Tuấn lại thành bà Nguyễn Thị Mã mà ông Nguyễn Văn Trang các bác ạ. Đấy, thế mà cái ông Nguyễn Văn Trang trao tặng này thì không có ngày tháng năm sinh mà cũng không có nơi ở đâu các bác ơi. Đấy, thế thì gia đình em, bố con em thì bố em là Nguyễn Văn Mã 87 tuổi thì hai bố con đi làm đơn đi kiện. Kiện thì Lê Tử Tuấn nó đánh. Đấy, nó đánh bố con em với cả con em đây thì ngày mùng 3 tháng 12 của 2022 là nó đánh cho con em phải đi nhập viện, bố phải đi nhập viện. Thế con thì mất học. Thế thì em cũng gửi đơn rất nhiều lần từ địa phương cho đến Thái Bình, cho đến tỉnh Thái Bình rồi trung ương, nhưng mà công văn gửi về cũng không giải quyết. Đấy, đến ngày gần nhất là ngày 17 tháng 7 của 2023 đây thì ông Trung
trung tá nhỉ con nhỉ. Đấy, cái ông Kiên này là trưởng công an huyện đây. Ông ấy thụ lý nhưng ông ấy vẫn để đấy, ông cũng không giải quyết đây. Thượng tá Trần Văn Kiên thụ lý đơn ngày 17 tháng 7 của 2023, không giải quyết. Thế ngày 15 tháng ngày 10 ngày 13 tháng 5 nó đánh em gãy răng đây. Đây, răng đây nha, thân thể em rách bầm tím, em đăng ở trên Facebook nữa ngàn, em cam đoan là những gì em đăng là nó sẽ là đúng. Nếu sai đâu em sẽ chịu toàn hoàn toàn trước pháp luật. Thế thì công an huyện Hưng Hà, bên đội điều tra công an huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình ấy thì là triệu tập em 7 lần rồi. Đến lần thứ 8 thì bắt đầu đưa thành bị can các bác ạ. Đấy, thế là đưa lên lần bị can, thế là đưa thêm 2 lần nữa thì hôm nay là bắt đầu quyết định là khởi tố em. Khởi tố em thì em nhiều lần cứ lừa con em với bố em là giấy triệu tập nhưng không có lý do gì cả. Thế em mà không nhận thì hôm nay là đưa giấy là triệu tập bị can là lần thứ 3. Thế em lên thì em bảo là hôm nay người em khó chịu ốm, em đang ốm em không làm việc được, nhưng ông điều tra Nguyễn Công Sử ông ấy đưa giấy ba cái giấy là bắt em là phải kê khai ra những cái nọ kia. Thế em bảo hôm nay tôi ốm tôi không kê khai được, thế là ông ấy bắt em là phải kê khai vào đấy mà phải ngồi im đấy để tôi tống đạt để khởi tố bà. Thế em không đồng ý thì là bắt đầu là ông bảo em là không được ghi âm ghi hình gì cả. Thế em bảo em bây giờ em phải chứng minh cái lời nói của em chứ, bây giờ lấy của em 10 lần lời khai rồi mà bây giờ lại đổi trắng thành đen, lại bảo em cầm ghế gỗ với then cửa đánh thằng Lê Tử Tuấn gãy ngón tay là không có. Thế mà bây giờ các ông nhận cam với hình ảnh của tôi với video của tôi như vậy mà bây giờ các ông lại đổi trắng thành đen thì hôm nay tôi phải ghi vào. Thế là ông Nguyễn Công Sử là ông điều tra viên đấy, ông phó điều tra đấy, thì là ông ấy giật điện thoại của em các bác ạ. Ông thò ngoài tay qua cái bàn ông giật điện thoại. Thế em giằng nhau với ông ấy thì là bắt đầu ông gọi trên dưới 20 người. Đấy. Nói chung 20 người thì không đủ nhưng mà hơn chục người là trên dưới 20 người. Vừa nữ vừa nam đến. Đấy, thế em gầm lên, em gào lên, em gọi con em. Em gọi anh ơi, em gọi thật to, gọi thật nhiều. Thế bắt đầu con em nó ở ngoài tít ngoài xa cái nó chạy vào. Nó chạy vào thì nó nhìn nó sợ không? Con bé 14 tuổi đấy nó sợ, nó mới gọi 113 đấy, các công an đấy là bắt đầu là lôi tay nó kéo ra ngoài, còn mẹ nó thì là bắt đầu là mang tay mang còng số 8 ra để hăm dọa tôi là nếu mà không gỡ cái clip là sẽ còng tôi. Với cả bà phải biết bà là ai nọ kia đấy. Thế bà ngồi im đấy để tống đạt để khởi tố. Đấy các Thế bây bác giờ xem là các thì cho em ngắt lời một tí này. Thế cái anh Tuấn đấy, anh là sinh năm bao nhiêu, anh bao nhiêu tuổi? anh ấy sinh năm 1965 là con riêng của mẹ ở Hà Tây, Thanh Oai, Hà Xuân Bình, về theo mẹ về đây ở. Là con Đấy, cái riêng của năm mẹ 2000, à? con riêng của mẹ năm 2000 thì là nó đâm chết anh trai nó rồi. Từ vì bố nó là liệt sĩ, được hai người con thì nó theo năm 2000 nó theo mẹ về đây ở thì anh em tranh giành nhau ăn ở. Thì là đâm giết lẫn nhau thì nó đâm chết thằng anh nó rồi. Đấy, đi tù 12 năm ở trại Hà Lam đấy. Thì nó đi có 5 năm nó đã về rồi, nó chạy án Nhưng mà rồi, nó về rồi. thì cứ để nguyên để em hỏi chị trả lời từng câu một nhá. Thế vậy thì anh ấy có Vâng. đủ sức khỏe, anh ấy có khỏe mạnh, anh ấy có ốm yếu gì không? Không. Thì làm sao mà nhà chị cũng có cam, chị đã trích cam ra rồi, thế thì làm sao mà chị có thể mà đánh một người phụ nữ như chị, làm sao có thể đánh được gãy tay anh ấy được, trong khi anh lại Thế còn là đây người đi tù về, anh đã có tiền án công tiền an sự người đúng không? ta. Vâng. Thế hiện Công tại bây an giờ người ta anh đang quy làm tôi công như việc gì vậy. ạ? Làm giò chả xay thuê, giò chả rồi làm giò chả vịt quay các thứ cho vợ bán là cổng chợ. Thế là Cổng tức chợ là huyện anh Hưng ấy Hà đủ đấy. tiền mà làm sao mà lại có thể là một người phụ nữ lại có thể là đánh anh ấy gãy tay được, trong khi đấy là anh ấy là người, thậm chí là anh ấy còn có tiền án tiền sự về cả cái tội giết người đúng không? Vâng. Đấy, câu chuyện nó rất là khó Đúng. khăn ở cái chỗ đấy. Thế thì chị có thể nói lại cho mọi người rõ là anh ấy là con riêng của mẹ chị đúng không? Đúng rồi, mẹ Thế tôi vậy thì là bây trước giờ đây là có là một đời họ chồng trước. tức là họ chia cái đất đấy là có chữ ký của bố chị à? Không có chữ ký của bố tôi chứ này, bây giờ bố tôi là Nguyễn Văn Mã. Và bố của Lê Tử Tuấn này là Lê Tử Bảo, liệt sĩ chết từ năm 1965, làm gì có ở đấy. Thì đấy, chị phải nói từ từ mọi người mới hiểu, vì chị là người hiểu kỹ nhưng mà mọi người ở trên cộng đồng mạng sẽ không ai hiểu được. Ý rằng là mẹ chị là lấy kết hôn với bố chị là đã có anh ấy rồi. Vâng. Đem anh ấy về đây, khi mà anh ấy là đem anh về đây sống cùng với đệ bố chị và bố chị Không chưa đồng ý. không, bây giờ này tôi nói này, nó về nó theo mẹ tôi là năm 95 96 nó mới theo mẹ tôi về, chứ còn bố tôi với mẹ tôi kết hôn, bố tôi đưa mẹ tôi về từ năm 1973 cơ.
Đấy là bố tôi với mẹ tôi là chỉ theo nhau về ở thôi chứ cũng không đăng ký kết hôn gì. Đấy. Đấy thế Thế thì vậy mẹ thì tôi đất của bố chị là bao nhiêu mét thì một bây giờ là cướp đất là 64,7 m², nhưng mà tổng tổng thể cái là mảnh đất là bao nhiêu 102 m, mét tổng vuông? thể là 102 m. Giá trị của Đấy. cái mảnh đất nó khoảng bao nhiêu tiền theo giá thị trường hiện tại bây giờ? Hiện tại bây giờ chắc là phải hơn 2 tỷ. Thế cho nên là cái giá trị của mảnh đất nó cũng lớn đúng không? Cho nên Vâng. nó mới xảy ra cái tranh chấp như thế này. Thế khi mà xảy Vâng. ra tranh chấp thế thì nhà chị đến thì Ủy ban dân huyện Hưng Hà đã trả lời như thế nào? Họ không trả lời gì hết. Họ chỉ bảo tôi là làm đơn ra tòa án. Chị kiện năm bao nhiêu? 2016. 2016 lúc đấy là anh gì là chủ tịch nhỉ? Hồi đấy là ông khoái, ông chuyên với ông khoái. Ông Tuyền, Nguyễn Thanh Tuyền. Còn chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Hồng Diên. Đúng rồi, toàn người Hưng Hà nha chị mà. Đấy. Vậy thế chị là bây giờ là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình là anh Thành là đang nhận phiếu tín nhiệm 100% tín nhiệm cao cũng là người Hưng Hà không? Mình không biết. Cái việc đấy chị cũng có thể gửi lên hội đồng nhân dân mà. Đấy. Là người Hưng Hội Hà nha đồng chị nhân đấy. dân tôi gửi quá nhiều rồi nhưng họ không trả lời. Đây ngày gần nhất đây tôi vẫn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và bí thư tỉnh ủy chống tham nhũng tiêu cực nhưng mà họ không trả lời tôi bất cứ một lá đơn nào. Đây ngày gần nhất Đấy. đây ngày 29 tháng 11 đây, 29 tháng 11 đúng rồi, tôi mới gửi tiếp đây nhưng mà không thấy trả lời, không thấy hồi âm, chỉ biết là nhận đơn có báo phát về tôi phát lại thôi chứ còn không thấy trả lời. Thế bây giờ là họ Đấy. đã khởi tố chị về tội gì? Về tội là tôi cố ý cầm ghế đánh thằng Tuấn gãy ngón tay. Còn thực Đây tế tôi thì bị thế đánh. nào không? Dạ. Thực tế là họ ấy đánh chị hay là chị bị đánh hay là ông ấy bị đánh? Tôi bị đánh thế, tôi có cam ở trên trên Face của tôi đấy, ngày 13 tháng 5 là nó đánh tôi, mẹ con tôi bằng thật, bây giờ nó lấy bản án của tôi nó đổi sang đấy. Đấy, tức là cái câu chuyện này là nó đang chưa sáng tỏ thì là Ủy ban dân Hưng Hà và Công an Công huyện an. Hưng Hà cần làm sáng tỏ cái việc này trước khi khởi tố bị can đúng không? Nhưng mà họ Vâng, chưa nhưng làm mà sáng tỏ thì họ họ đã kết án tôi luôn rồi. Để họ diệt khẩu vào đấy. cái việc mà đúng sai thì em không phân tích ở đây mà em Đúng muốn rồi. đưa tức là cái Đúng việc đấy rồi. là việc của chị và em Đúng cũng rồi. không được chứng minh. Cho nên là em Đúng không rồi. thể thay mặt các cái cơ quan điều tra để kết luận rằng là chị hay là đánh người ta, em chỉ phán đoán bằng cái cảm quan của em thôi. Thì em cho rằng là chị là một người phụ nữ và anh Vâng. ấy lại là người gọi là đàn ông có sức khỏe, đang Vâng. buôn bán thịt giò chả như thế là có sức khỏe, Vâng. lại đã từng có tiền án tiền sự thì chắc chắn là không thể để cái chuyện là một người phụ nữ có thể là đánh mình kiểu là để gây đến thương tích được. Cái chuyện đấy là chuyện nó rất là khó, tức là nó gần như là nó không thể xảy ra. Đấy là theo cái cảm quan của em, chứ chưa nói đến cái nghiệp vụ của bên công an. Thế còn bên nghiệp vụ của bên công an thì chắc chắn là họ còn rõ điều đấy hơn 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 mình. Nhưng mà bây giờ sự việc đã xảy ra, chị trở từ 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 cái cảm quan của em là chị từ nạn nhân mà lại trở thành là bị can, lại trở thành Đấy. là bị cáo. Đấy. Vâng. Bị can bị cáo thì nó rất là còn nhiều uẩn khúc, cho nên là Vâng. qua diễn đàn này thì em cũng cũng chỉ mong muốn rằng là nó truyền tải được thông tin để có thể là Vâng. Ủy ban dân huyện Hà có thể là có những cái buổi đối thoại với chị về cái việc vấn đề về 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 đất đai, còn lại là Vâng. công an huyện Hưng Hà thì sẽ phải xem xét lại cái việc khởi tố của mình để có thể là điều tra lại Vâng. và có những cái kết luận cho nó chính xác hơn, để gây tức là cái lòng dân nó rất là quan trọng. Và em Đúng nghĩ rồi. rằng hôm qua ngay ngày hôm kia em có ngồi nói chuyện với một người cũng học hàm học vị rất cao, lên đến gọi là giáo sư và tiến sĩ cơ, người ta cũng nói một điều rằng là cái bất mãn ngay chính trong giới trí thức là khi mà quyết sách một vấn đề gì đấy là không đặt người dân lên 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 làm trọng và toàn đặt Vâng. cái lợi ích của nhóm của họ ấy Vâng. và những cái nhu cầu cần thiết của chính cái nhà cầm quyền lên lên hàng đầu, cho nên là Vâng. dần dần người dân nó mất lòng tin. Chính vì Vâng. thế mà có khi là cái sự việc có khi là nó rất là đơn giản, nhưng mà khi người Vâng. dân mất lòng tin rồi thì nó gần như là người ta nói gì người ta cũng cảm thấy là nó không còn lòng tin nữa, không thể Vâng. là lời nói nó không còn có trọng lượng nữa, cho nên nó đẩy cái người dân đến cái gọi là hai phía đối lập với nhau.
Cho nên là qua Vâng. cái diễn đàn này thì em cũng mong muốn rằng là sẽ truyền tải được thông tin của chị đến với Ủy ban nhân Vâng. dân huyện Hưng Hà và đến với Công an Vâng. huyện Hưng Hà. Và cao hơn nữa, nếu như có thể cần thiết thì cũng giống như là, vì là chị biết rồi, một tay thì cũng không thể che trời được, giống như cái Vâng. vụ của Đường đấy, hắn ấy Vâng. cũng là một tay, gọi là cũng một tay che trời ở đất Thái Bình này. Thế cuối cùng Vâng. thì viện Vũ Thư không khởi tố, công an thành phố Thái Bình không khởi tố, thì viện kiểm sát nhân dân tối cao họ sẽ khởi tố. Gần như Vâng. là cái tội đấy thì có thể là người ta cũng biết đấy, nhưng mà người ta chưa động đến thì người ta cộng tội vào thì nó khởi tố một thể, cho nên là một tay cũng chẳng thể che được trời. Mà cái Vâng. nghiệp con người thì nó cũng chỉ trong, gọi là đời con người nó chỉ có mấy chục năm thôi, nếu để lại những Vâng. cái nghiệp nó quá nặng thì nó cũng không 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 nói chung là đời con đời cháu mình nó phải gánh chịu. Cho nên là mong muốn rằng là những cái gì họ làm hãy đúng lương tâm của mình trước, rồi là cái trách Vâng. nhiệm của mình là phải đặt lên hàng đầu, cái lương tâm Đúng rồi. cũng là phải được lên đặt lên hàng đầu. Nhưng mà nếu Vâng. không có lương tâm lại còn không có cả trách nhiệm nữa thì quả thực là người dân gọi là gặp kiếp nạn luôn Vâng. đấy, không nghĩ rằng là người dân gặp kiếp nạn luôn, bởi vì người ta Ôi cái trách nhiệm của người ta không hoàn thành, xong lại người ta còn không thèm đoái hoài đến cái lương tâm người ta nữa, thì đương nhiên rằng là người dân gặp kiếp nạn, đúng không chị? Thế vâng. thì đấy, em cũng nói rồi, cái việc đất đai nó rất 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 là phức tạp, ngay chính như trong gia đình nhà em suy ra không tranh chấp không gì cả, mà chỉ có làm hoàn thiện cái hồ sơ thôi, mà nó còn mấy tháng nay rồi, mà đấy Tôi là thấy em còn tôi thấy bàn nay bà lên xong là gặp bí thư xong gặp chủ tịch rồi, tôi cũng vẫn vâng theo đấy, dõi mình vâng đấy chị đấy biết đấy, và đấy là còn cả một cái hệ, gọi là em phải thuê đến công ty luật của anh Lê Đình Việt nhé, là một người rất là gọi là ủng hộ em đấy, không những là cả về tiền bạc mà cả về, tức là anh ấy cho luôn cả cái chi phí, anh chỉ lấy cái tiền đi lại thôi, gọi đi lại hết bao nhiêu thì lấy chi phí bằng đấy thôi, chứ không lấy tiền 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 công của mọi người đâu. Thế mà còn bao nhiêu ngày tháng như thế, thế nên em nghĩ là trong cái việc này chị cũng nên có một người luật sư để có thể là tư vấn cho chị và đồng hành Vâng. cùng với chị trong cái việc đấy, thì nó sẽ tốt hơn là cái việc là Vâng. chị đơn thân độc mã. Một là Vâng. đơn thân độc mã là mình chưa hiểu luật, Đúng mình rồi. nói có người ta sẽ tìm được cái kẽ hở của mình để người ta bắt thóp lại mình. Cái thứ hai nữa là cũng là để giám sát những cái việc, có thể là nhiều người cho rằng là cái việc luật sư ở Việt Nam ấy nó không có cái tác dụng nhiều đâu, mà đúng là như vậy thật, nhưng quan Vâng. điểm của em vẫn phải có để đồng hành cùng với mình, thì ít nhất là mình cũng không đơn độc trong cái việc là mình đi đâu nó đỡ nguy hiểm Vâng. đấy. Còn lại cái vấn đề là đạt được hiệu quả đến đâu thì em nghĩ rằng là tất cả mọi các luật sư đều đều cảm nhận được cái việc hiệu quả của mình đến với nền tư pháp Việt Nam nó không có nhiều, nhưng mà Vâng. quan điểm của em là cũng nên có, đấy là cái tư vấn của em đối với chị, nhất là Vâng. trong thời điểm này chị đang một thân một mình, bố thì già con thì nhỏ, một thân một Vâng. mình đang phải gồng gánh với cái trách nhiệm của Vâng. một người làm mẹ, một người làm con, xong Vâng. rồi lại còn cái gồng gánh với cái trách nhiệm của một người đang bị khởi tố đấy, Đấy. vẫn phải hình thành đấy, nên là Vâng. chị nên có một người để đồng hành cùng với chị mà người ta hiểu biết, thì nếu mà Vâng. chị cần đỡ thì em nghĩ rằng là những luật sư có tâm thì cũng sẽ, người ta cũng không đặt nặng vấn đề là kinh phí ở Vâng. đây, thì chị nên nên suy nghĩ theo cái hướng đấy, và cũng Vâng. mong là chị tìm sớm tìm ra được những cái công lý cho mình, cho gia đình mình, Vâng. cũng mong rằng là các cơ quan chức năng sẽ trả lại cái lòng tin cho người dân Vâng. nhá. Đấy thì mình cũng mong muốn như vậy thôi, chứ còn mình cũng chẳng muốn là nọ kia này khác để đâm ra gây thủ án. Đúng rồi, cũng Đấy chỉ mong muốn chứ. là giải quyết để làm sao mà nó đúng trình tự của pháp luật, chứ nó không phải là ngồi xổm lên pháp luật, đúng không? Đúng rồi. Đấy mà đây đây giờ đây Ủy ban huyện tôi đưa đơn rất nhiều, kể cả dưới tỉnh nhưng cũng không trả lời. Tôi Thế lên chị tận có trên muốn là văn phòng chính phủ rồi đấy chứ. thứ Lên hai tận chị trên ra quốc tiếp hội đi, trên. Dạ. thứ hai chị ra tiếp ủy ban dân huyện đi. Hôm nay này cuối tuần rồi, mùng 10, 11 này tôi lại ra. Thứ hai chị ra đi, Vâng. xem là họ sẽ giải quyết như thế nào. Vâng, họ không trả lời. Không Vâng. trả lời đâu, ngồi hết giờ rồi về. Xong họ gọi công an vào lôi ra đấy. Tôi đăng lên Facebook cái này, nu lỗ ngà đây, họ cho công an vào gọi lôi ra đây. Cái vấn đề là Cái ủy ban đấy, huyện này nó là như thế, tiếp dân mà không trả lời là lôi cho công an lôi ra nó là cơ vấn nạn mà đấy chị ạ, vậy đấy. đấy.
Rồi, thôi thời lượng nó cũng không không cần phải nói Vâng quá vâng. nhiều đâu. Em nghĩ Vâng rằng ạ, là như thế là quá đủ rồi. vâng. Vâng, thế thì cảm ơn bạn. Chứ còn đi tìm công lý thì thực ra mà nói thì không ai đồng hành được với mình đâu. Bởi Đúng vì là rồi. đấy, số một ngôi thì nhậm gọi là tràn lan bạt ngàn. Đất phủ Đấy. thiên tràn lan bạt ngàn hàng bao nhiêu năm nay rồi. Vườn rau Lộc Hưng vẫn đang tiếp tục bị cưỡng chế. Rồi là hôm Đấy. nay chị thấy ở trên Tuyên Quang, ở trên Bắc Giang cũng đàn áp kinh khủng luôn. Cho Đúng nên rồi. là nói là nó quá nản rồi. Nên là Đúng cái vấn rồi. đề về đất đai này là nó gây đến những cái phẫn nộ cho người dân rất là nhiều. Vì là Đúng đấy, rồi. mấy chục một mét, một 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 gọi là mấy chục nghìn một mét và mấy chục triệu một sào, nhưng mà phân lô bán nền thì nó lên đến hàng tỷ. Cho Đấy, nên là nhưng mà người dân người ta không đồng ý đâu, bắt đầu đánh dân. Đánh dân, dân lôi dân rồi đi cấp cứu đây, sáng nay đây. đấy, Sáng sáng nay nay ở em Bắc có xem cái Giang clip đây, đấy, Nguyễn nhưng Thị mà Hiền phát em cũng không muốn là chia sẻ nữa vì là nó quá nản rồi. Có chia sẻ nhiều đây. thế nữa thì bây giờ người dân người ta cũng biết hết rồi, chỉ có điều là Vâng. người ta cũng không muốn nói nữa. Bây giờ Nhưng hệ như là đi buôn hoa. em Hệ bây như giờ bây giờ là là đi buôn sao? hoa. Không, em không buôn hoa mà thực ra mà nói chị biết rồi đấy, mình vẫn phải mưu sinh thì em cung cấp các cái cây công trình ấy, cây xanh. Ừ, phải nói là chị tuyệt vời đấy, trong cái lúc như này vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ tự tin và vẫn cứ chiến đấu như thế là phải nói là tuyệt vời đấy. Ô, Nói biết chung bảo là rồi, vừa kể chiến cả đấu ngày vừa mai chết ngay mà này, bây giờ chẳng còn gì để vất, đây là tóc bạc hết rồi, vậy như là vẫn chiến đấu cười, vẫn cười. Kệ nó chứ, đời mà. Phải cười. em thì là em cung cấp những cái cây công trình ấy, những cây À. xanh để trồng vào những cái bồn cây rồi các thứ đấy, rồi cả cả những cây cây bonsai cũng cũng có giá trị thì cũng em đều làm hết. Nói chung là mình cứ làm việc một cách nghiêm túc thì trời, gọi là khi mà cô đã thương thì muốn làm người thường không được, mà về thì đấy mất hết, chúng nó đánh cho tan nát tơi bời, nhưng được cái anh em thương thì cứ có công trình ấy lại gọi vậy như ơi. Làm cho anh đi rồi anh thanh toán, làm cho chị đi rồi chị thanh toán. Cho nên là phải nói là từ lúc em về đến giờ là cũng khá nhiều lộc, cho nên là Này làm bạn ăn vẫn ơi, này tôi ngắt lời bạn này, nhà tôi đây toàn gỗ lũa thôi đây này, bạn có kết hợp bán hộ tôi với này, để rồi anh quay mặt gỗ rồi mẹ. Ở bên bên kho là cơ. Anh Nguyễn Tuyên lấy chồng đi anh ơi. Em Hải À. Nam em bảo là chị mà cứ như thế này thì chả ai dám lấy chị, thấy khổ thế đấy chị ạ. Chả ai dám lấy luôn. Nói thật ra là chị biết rồi đấy, em thì em làm hết mình nhưng em chơi thì cũng không ai bằng. Em Đúng chơi rồi. bạt ngàn luôn, khắp mọi chỗ, chỗ nào cũng thấy có mặt, bạn bè đông mà. Thế nên là Vâng. ngành giáo dục em biết ấy, ngành giáo dục họ còn có chỉ đạo là không được, các giáo viên không được đưa thông tin và không được quan hệ với em cơ. Nhưng mà khổ với Vâng. tội là người ta gọi hữu xạ tự nhiên hương ấy chị. Các chị Vâng. này, các em thì cứ thích chị Huệ Như. Thế là cứ dấm dúi đi chơi với Huệ Như, nên Huệ Như đi chơi mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm cũng không hết đạn. Đúng rồi. Mới đi chụp ảnh ở vườn hoa này, xong rồi đi lên trên vùng cao em bé xách cơm, thì tôi vẫn theo dõi bạn đều Vâng, chúc đấy. chị là vượt qua được kiếp nạn này nhá. Vâng. Vâng, Ê, chào chị xin nhá. chào. Vâng, chào Dạ vâng Hệ Nhi nhé. Vâng, ạ. vâng. Anh ấy bây giờ xuống như thế nào? Đấy, xin chào Đây, để nha. lên vào. Đấy, các bạn thấy chưa? Tôi cũng không bình luận quá nhiều ở trong cái câu chuyện này bởi vì thực tế là tôi không hiểu. Mặc dù là tôi có biết qua sơ qua những cái câu chuyện nhà chị ấy, nhưng mà các bạn biết ở trong cái tình thế nó cực kỳ là hiểm nghèo và khó khăn của tôi. Cũng giống như là cái việc mà bây giờ Bộ Công an họ ấy bành trướng ra rất là lớn. Ở chỗ nào bây giờ là mỗi một xã, bây giờ một xã, một thị trấn đều có một trụ sở riêng của công an nha. Họ ấy sẽ độc lập với lại, mà trụ sở của họ cũng ngang ngửa với lại trụ sở của chính quyền đấy. Thế cho nên là nói chung là chúng ta cũng gọi là biết sợ đi, cho nó lành các bạn ạ. Chứ bây giờ mà găng lên thì cũng mệt lắm, không có tội cũng thành có tội, mà rồi có tội bé thì thành tội to, mà có tội to thì nó cho thành chết mất xác. Cho nên tốt nhất là nói thật ra là mà nói là cái gì làm thì tôi cũng đã cố hết sức rồi, mà tôi thấy nó nản quá nên là thôi thì gọi là chơi chơi tí, thỉnh thoảng chơi chơi tí để cho mọi người nhớ mặt đặt tên, vẫn biết là Huệ Như vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn còn đang vui vẻ, vẫn còn đang yêu đời.
và vẫn còn đang muốn lấy chồng vài lần nữa để cho mọi người đỡ quên mình thôi, chứ còn nản quá rồi, không còn muốn nói gì nữa luôn đấy. Đấy, chào tất cả mọi người nhá. Mọi người có muốn ai tham gia gì để nói một cái vấn đề gì đấy không ạ? Còn em là em chán lắm rồi đấy, em chỉ cho chị ý mượn diễn đàn chút để chị giải bày những cái tâm tư, những cái mà nó bức xúc ở trong người quá lâu rồi mà không ai đồng hành cùng với chị, thì hôm nay mời chị lên tí để cho động viên tinh thần chị thôi, chứ còn không muốn nói nhiều nữa đâu. Trời ơi, sáng hôm qua về cái vụ việc của chủ tịch xã Vũ Vinh ấy thì cũng nhiều, khá nhiều những bạn nọ bạn kia, rồi người thân của chủ tịch, rồi là bạn của chủ tịch, rồi là công an huyện, rồi công an xã, rồi nọ kia linh tinh, là cũng gọi điện rất là nhiều cho mình. Nhưng mà mình cũng rất rõ ràng một cái quan điểm rằng là nếu như mà thông tin mà đưa đến cho gia đình nhà mình là có sai, thì anh ấy đã cầm cái giấy tờ đấy thì anh ấy trả lại cho gia đình nhà mình là xong, chứ câu chuyện nó không đến quá to tát như thế. Nhưng mà anh ấy cứ cố tình anh không trả, anh giữ lấy, cho nên là nó câu chuyện nó cứ đẩy đi xa, nên là người dân ở trong huyện, trong xóm, trong xã họ cứ rầm rầm, họ gọi điện cho Huệ Như vì họ vỗ tay, họ thích mà, vì từ trước giờ họ muốn nói quá nhiều rồi nhưng không dám nói. Bây giờ có người nói lên thay cho cái tâm trạng của họ thì họ lại dần dật nói sướng quá, gọi là chửi thôi. Nản lắm luôn đấy ạ. Thực sự mà nói đến lúc này là các anh các chị biết đấy, em có còn nói nhiều nữa đâu, vì nói nhiều nó không giải quyết được gì cả. Cho nên là buộc là mình phải có một cái tư tưởng khác đi. Để làm sao thôi thì làm ăn rồi kiếm lên tấm chồng thì có cái bờ vai mà dựa thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.